cho bạn lần đầu tiên mang guốc nè. Lâu lắm con chưa bao giờ mang guốc cao là vậy. À. Lần đầu tiên mà trong anh trời ơi, nhìn thấy manh lớn quá. Con lớn quá rồi. Mình thấy mình già rồi. Quá trời luôn già. Tội. Tội à. Tội quá. Ừ. Lần đầu đi hồi đó giờ. Thấy sợ luôn. Lớn rồi. Nhìn thấy sợ ghê không? Surprise xuống. Nhìn con lớn. Con college rồi mà. Bây giờ là còn khôi thôi. Có bạn tới chở đi rồi. Chưa bao lần đầu giờ tiên, bạn lần đầu chở tiên. Đi lần đầu con tiên đi với bạn bè đây đi. Hy vọng là giờ cầu Chúa cho mọi sự suôn sẻ chứ nít mà cái ngày này là rất là ok, you can go. Yeah. Beautiful. Oh, thank you. Cẩn thận. Lái xe cẩn thận. Mấy người học sinh á mà đi á là khoảng 10 17 18 tuổi. Nhưng mà đi mẹ là đón rất con là nha. Ba dạ, mẹ đi là đó. Rất là háo hức á, rồi nhiều khi vui quá đó rồi dễ gây tai nạn. Đưa đưa guốc cho cao hơn ba không? Ngồi đây đi. Cao hơn ba không? Đâu đứng lại coi cao hơn. Tôi mang guốc á, ngày hôm qua hai mẹ con. Cao hơn? Bằng hả? Cao hơn. Cao hơn luôn. Ngồi đây. To criticize isn't worth the time. Didn't end up here on their own, and I want to thank you for the vital role you've played in these students' lives, the trust you've placed it in our schools to care for them during this complicated time, and the additional support you've provided at home when we couldn't be with them directly. I'm sure it feels like just yesterday that you were dropping your student off for their first day in kindergarten, and although time passes far too quickly, please know that your role as a parent doesn't stop after today. These students will need you in this next phase of life
more so than ever. Today's graduation is equally yours. So students in the center of the field, I ask that you stand, turn towards your parents and family in the crowd, and give them a big round of applause. You be seated. From the kindergarten teachers 12 years ago to the teachers of Woodbridge High School stationed around this stadium today, I want to thank all of the educators who touched our graduates' lives. Teachers, counselors, coaches, you are the engines that drive our students' education, and your commitment to our graduates is astounding. This last year has confirmed that you have the most important job in today's world, and you're making a difference one student at a time. I'm so proud to be an educator and even prouder to be part of this staff. Students, families, community members, please take a moment to remember each educator that helped your student get here today, and let's give all of them a round of applause. Moment, I'm going to ask you to give one final set of applause to the class of 2021. They're going to throw their hats, they're going to run around and act like high school kids for one last time, and I'm going to ask you to meet them outside of the stadium. So, parents, staff, community members, please join me in congratulating one last time the class of 2021. Châm anh một tấm đi. Trời ơi, giờ cũng xong, mệt quá rồi. Mệt ghê, mấy ngày hôm nay đủ cái chuyện. Nãy mày thấy Khôi ngồi đàn violon á. Khôi đàn violon good không? Tại sao ba mẹ không có hát? Trời ơi. Bye đi con. Bye. Cảm ơn cả
nhà đã xem nha. Thôi bây giờ congratulations cho mình. Thôi bye bye. Bye. Writing this to you, I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed.